chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị Trịnh Thục Hiền, ngụ phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết chị là giảng viên của trường Đại học Kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nên thực hiện tiêm vaccine mũi 1 theo sự bố trí của trường. Chị cho biết đã nhận được giấy chứng nhận tiêm mũi 1 nhưng giấy chỉ có chữ ký bác sĩ mà không có dấu mộc đỏ của đơn vị tổ chức tiêm. Khi đăng ký tiêm mũi 2 tại phường, chị được yêu cầu giấy phải có mộc đỏ mới được đăng ký. Về vấn đề này, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với ông Ngô Quốc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 6, quận Bình Thạnh. Ông Quốc Anh cho biết vừa qua phường đã nắm được thông tin về những trường hợp trên và đã đưa ra hướng giải quyết giúp hỗ trợ người dân được đăng ký tiêm vaccine nhanh chóng và tiện lợi nhất. Cụ thể, theo ông Quốc Anh, trên sổ sức khỏe điện tử sẽ cập nhật đầy đủ thời gian, chủng loại vaccine người dân đã tiêm mũi 1. Người dân khi đăng ký tiêm tại phường có thể dùng thông tin đó để minh chứng và được đăng ký tiêm theo sự sắp xếp, bố trí của phường. Theo Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, ông Nguyễn Hoàng Thiện Tâm, việc sử dụng thông tin trên sổ sức khỏe điện tử sẽ tiện lợi cho người dân rất nhiều. Không có chuyện người dân không thể dùng sổ sức khỏe điện tử có đầy đủ thông tin để minh chứng đã tiêm mũi 1. Theo ông Tâm, những nhóm đối tượng ưu tiên tiêm mũi 2 bao gồm: thứ nhất, người dân cư ngụ tại phường, đã tiêm mũi 1 tại phường, ưu tiên hàng đầu. Thứ hai, người tiêm mũi 1 tại nơi khác mà cư ngụ tại phường. Thứ ba, người tiêm mũi 1 tại phường mà cư ngụ địa phương khác.